bệnh điếc đến nay vẫn là một câu hỏi khó đối với giới y khoa do tìm hiểu nguyên nhân bị điếc khá khó khăn tuy nhiên điếc thường được biết đến là bệnh liên quan đến tai mà chủ yếu do các bệnh lý của tai ngoài và tai giữa đồng thời các phương pháp chữa căn bệnh này từ trước đến nay hầu như không có kết quả Hiện nay với sự phát triển của công nghệ hiện đại có nhiều biện pháp chữa trị như tập luyện, đeo máy trợ thính nhưng nếu khiếm thính quá nặng và máy nghe công suất mạnh nhất vẫn không hiệu quả thì cấy ốc tai điện tử là biện pháp mang lại cơ hội nghe nói được cho nhiều bệnh nhân. Các trường hợp chỉ định cấy ốc tai điện tử. Giải pháp cấy ốc tai điện tử chỉ định cho các trường hợp người lớn mất thính lực đột ngột, trẻ khiếm thính bẩm sinh điếc nặng điếc sâu mà máy trợ thính không đủ đáp ứng giúp bệnh nhân nghe rõ, nghe trọn vẹn để phát triển ngôn ngữ lời nói. Vậy, cây ốc tai điện tử là gì? Hệ thống ốc tai điện tử là thiết bị điện cực được đưa vào bên trong ốc tai, giúp đưa các tín hiệu âm thanh vượt qua các phần bị tổn thương của tai trong và truyền thẳng tới dây thần kinh thính giác. Công nghệ của ốc tai điện tử được nghiên cứu phát triển cho ra những thiết bị đảm bảo an toàn cho người cái ghép, hạn chế tổn thương phần ốc tai, bảo tồn lông thần kinh thính giác còn lại để giữ mức thính lực tốt nhất có thể của mỗi bệnh nhân sau khi bật máy. Với việc không ngừng nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại của thế giới, các bác sĩ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tai mũi họng của bệnh viện đa khoa An Việt đã tiếp nhận và điều trị thành công cho nhiều trường hợp bị khiếm thính nặng thông qua kỹ thuật cấy ốc tai điện tử bên cạnh đó bệnh viện còn tập trung đầu tư trang thiết bị chuẩn đoán hiện đại để giúp công tác tư vấn cho bệnh nhân được thực hiện chính xác nhất chỉ định các giải pháp thính học phù hợp với môi trường giao tiếp học tập làm việc và điều kiện tài chính của mỗi con người ngoài ra bệnh viện An Việt còn thường xuyên hợp tác với chuyên gia nước ngoài như giáo sư Kiatyos Komin đến từ Thái Lan cùng các chuyên gia hàng đầu về tai mũi họng như phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Sơn chủ tịch hội tai mũi họng hà nội và các tỉnh phía bắc phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị hoài an nguyên trưởng khoa tai mũi họng trẻ em bệnh viện tai mũi họng trung ương cùng các bác sĩ gây mê nhân viên y tế giàu kinh nghiệm sau cái ghép, đơn vị cung cấp thiết bị kết hợp bệnh viện sẽ hỗ trợ bệnh nhân đeo máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai, hòa nhập môi trường thông qua các chương trình đào tạo chuyên ngành. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến cấy ốc tai điện tử, quý khách vui lòng liên hệ. Bệnh viện Đa khoa An Việt, địa chỉ số 1E Trường Trinh, Hà Nội.